Ngày 3 tháng 8, đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì họp rà soát việc thực hiện đôn đốc thu các khoản nợ ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2018. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, thu nợ thuế trên địa bàn thành phố giảm 12,4 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2017. Tổng nợ ngân sách nhà nước tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 trên 127 tỷ đồng. Tổng nợ ngân sách nhà nước tại thời điểm 31 tháng 7 năm 2018 trên 153,85 tỷ đồng. Tổng nợ ngân sách nhà nước thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 còn phải nộp tại thời điểm 31 tháng 7 năm 2018 trên 114,66 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo đôn đốc thu các khoản nợ ngân sách nhà nước thành phố đã thực hiện cưỡng chế tài khoản 229 đơn vị, cưỡng chế hóa đơn 18 đơn vị, thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với 258 người nộp thuế, đôn đốc các doanh nghiệp cá nhân nộp thuế thông qua loa truyền thanh, niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn khu dân cư. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị trong thời gian tới, chi cục thuế tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch đôn đốc thu các khoản nợ thuế theo từng tháng, quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ theo dõi các khoản thu nợ thuế, tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố một số trường hợp đủ điều kiện xóa nợ thuế. Đối với Ủy ban nhân dân các xã phường, đồng chí đề nghị tăng cường rà soát, tham mưu với thành phố thực hiện cưỡng chế nợ thuế các doanh nghiệp có khả năng nộp thuế nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền đôn đốc các tổ chức cá nhân thực hiện các khoản thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước.